Vậy xin chào toàn thể tất cả các bác ạ. Chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube Cu Bồng TV Điện Máy Trang Huê. Thì ngày hôm nay kênh YouTube Cu Bồng TV nhà em về được 100 con mã bu lông kim vít của Hitachi. Thì xưởng nhà em thanh lý anh em nhé. Các bác biết rồi, thời buổi dịch bệnh khó khăn như thế này, xưởng làm sản xuất ra rất là nhiều sản phẩm, nhưng mà nói chung là cái cung ứng ra ngoài nói chung là nó bị dư, nên là xưởng nhờ thanh lý để thu hồi nguồn vốn, thu hồi tiền hàng em nhé. Nên là em nhập về được 100 bộ thanh lý cho anh em, thanh lý giúp xưởng. Giá cho các bác con này một bộ bu lông kiêm vít này, bu lông đầu rỗng kiêm vít kiêm tôn, một bộ sản phẩm của con Hitachi này, gồm một máy này, hai pin 10 cell, rồi hai pin 10 cell, một sạc bàn, một hộp đựng như thế này, rồi một dây đeo này, một khẩu 22, thanh lý cho anh em là 750.000. 750.000 là bên em miễn phí vận chuyển toàn quốc. Các bác nhận hàng các bác đều được kiểm tra hàng trước khi thanh toán luôn cho em. Sau đây anh em cùng em đi vào gọi là giới thiệu sơ qua về cái con Hitachi bu lông kiêm vít này cho tất cả các bác nhà mình luôn nhá. Đây, rất là ngon. Nói chung là lâu lâu thì bên em sẽ có những video thanh lý các sản phẩm mà xưởng nhờ sale, nhờ xả hộ. Đấy thì giá thì cực kỳ rẻ. Nên là anh em nào theo dõi cái kênh YouTube Cu Bồng TV nhà em thì cửa hàng anh em ở tại Đạo Lý Lý Nhân Hà Nam, anh em có thể là đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất, hoặc là ấn chuông thông báo để khi em lên clip thì các bác có thể cập nhật được luôn. Đấy, bộ này quá là ngon anh em nhé. Giá có 750.000, miễn ship tới tận nhà anh em luôn. Còn đúng 100 bộ em về ngày tối ngày hôm qua. Tối ngày hôm qua nhá. Đấy, con bu lông đầu rỗng này, kiêm vít kiêm tôn này. Đấy, động cơ không chổi than, có đèn led đầy đủ, có đảo chiều đầy đủ cho anh em. Còn điều tốc đây. Đấy, còn điều tốc đấy anh em nhé. Anh em bóp chậm nhả, nói chung là tùy anh em thích kiểu gì. Con này thì có hai tốc độ này, tốc chậm đi ạ và tốc nhanh đi ạ. Khi đảo chiều thì có chế độ ngắt lực anh em nhé. Các ấn nút màu xanh này, bình thường này các bạn ấn vào một chút, ấn vào nút nguồn màu đỏ nó sẽ hiện màu xanh lên, thì các sẽ có chế độ ngắt lực cái này nhé. Với con này thì anh em có thể là vừa xếp mỏ bu lông này, vừa bắn vít bắn tôn, và các bác có thể lắp cái khoan trực tiếp để anh em khoan tường, khoan bê tông vô tư thoải mái luôn cho em. Pin là pin 10 cell, chân pin phổ thông anh em nhé. Đây, pin con này là pin 10 cell, chân pin là chân pin phổ thông. Anh em mua con này thì có thể lắp chung chân pin với những con Makita hoặc là Hitachi, những con nói chung là chân pin phổ thông, hàng máy khoan hoặc là máy mài, hoặc là những máy thân thổi bụi đều vô tư cho em nhé. Còn cái chỉ số này 199V hoặc 32.000 mAh. Đấy, 32.000 thì chuẩn là 3.200A này. Còn 199V này, 199V hay 88V hay 99V hay 72V thì thực chất đều là pin là pin 10 cell. Là 10 cell pin là cái mỗi cái này có một cục xe pin nhỏ nhỏ này, sẽ là 10 cục nhỏ nhỏ. Đấy, và là từ 18 đến 21V cho em nhé, chứ không phải là 199V. Và cái chỉ số này thì không ảnh hưởng gì đến sức mạnh của máy anh em nhé. Con này là con gọi là cái chân pin phổ thông anh em, khỏi lăn tăn luôn. Cả bộ máy to như thế này giá có 750.000, anh em miễn phí vận chuyển toàn quốc. Và anh em sẽ gửi tận nhà cho các bác được kiểm tra hàng trước khi thanh toán, test thử hàng em luôn. Đấy, máy chạy thoải mái vô tư này. Thì sau đây anh em sẽ cùng em đi test thử một vài chức năng của con Hitachi bu lông kiêm vít anh em nhé. Rồi, cái con Hitachi này, bu lông kiêm vít này, em đã lắp cái đầu từ tôn vào rồi. Các bác nhớ giúp em là em lắp trực tiếp vào cái đầu bu lông đầu giống này nhá, để anh em bắn vít bắn tôn được luôn. Thì em sẽ test thử chức năng bắn tôn trên u sắt anh em nhé. U sắt dày 57 ly. Bình thường anh em chỉ bắn trên nhôm hộp thôi. Đây, bắn trên u sắt luôn. Em sẽ tìm vị trí mà không có cái nào trước đó anh em nhé, không có cái vết bắn nào trước đó. Ok bác nhá. Đấy, thực sự là rất là khỏe, rất là ngọt anh em nhá. Em thử con nữa luôn. Ok này. Đấy, gọi là bị lệch luôn này. Đây em. Đây, nó gọi là nó chật quá, không có chỗ để xuống, em sẽ thử chỗ khác này. Đây, vị trí nó rộng hơn một chút. Ok anh em nhé. Đấy, tự đóng búa xuống luôn. Thế em sẽ test thử chức năng bắn vít
em bắn trên nó. Rồi, ok, em sẽ bắn trên gỗ này. Anh em xem luôn. Rồi, thế này để cho nó ok này. Rồi, em sẽ lấy vít dài khoảng 7 phân. Vít dài 7 phân anh em nhé. Ok luôn. Rất là khỏe nhá. Ok, em sẽ rút ốc cho anh em xem luôn. Đấy. Thực sự là rất là ngọt anh em nhá. Ok, anh em đi cùng em test thử chức năng ship mở bu lông của con bu lông Hitachi này nhá. Ok này, anh em cùng em đi test thử chức năng ship mở bu lông với chức năng ship ốc con này nhá. Con Hitachi bu lông kiếm vít này. Em đã thử trên cái xe lít nhà em. Đây, ok anh em nhé. Rồi, đó, các bác nhìn rõ giúp em ạ. Em lắp khẩu 19 ấy. Đâu nhỉ? Đây, khẩu 19 anh em nhìn rõ nhá. Đấy, em sẽ bỏ trên cái con bánh trước của con xe lít này. Đây, em sẽ xiết vào này. Đấy. Quá ngon luôn. Bu lông Hitachi giá cho em 750, cực ngon, cực ngọt. Quá khỏe các bác nhá. Giá thanh lý rồi. Thì vừa rồi các bác đã cùng em đi test thử tất cả các chức năng của con Hitachi bu lông kiếm vít này rồi. Em nói thực sự luôn, nó rất là khỏe luôn anh em nhá. Rồi các bác có thể là vừa bắn vít bắn tôn, bắn tôn trên u sắt này, bắn tôn trên gỗ này, hoặc là bắn xà gồ á. Hoặc là anh em có thể xiết mở bu lông. Em đã xiết mở cái thử cái bánh trước của xe tay ga xe lít nhà em. Cực kỳ ngon cho anh em luôn. Đấy. Thực sự là em về sản phẩm được có 100 bộ thôi. Thanh lý nốt cho anh em là 750.000 một bộ đầy đủ. Một máy này, hai pin 10 cell như thế này. Hai pin lớn 10 cell, một sạc bàn chân phổ thông này và một khẩu 22, một dây đeo, thanh lý hậu xưởng 750 miễn ship và vẫn bảo hành đầy đủ cho anh em là 3 tháng trên toàn quốc anh em nhé. Anh em nào có nhu cầu với con máy này thì để lại cho em số điện thoại ngay tại video hoặc trực tiếp gọi đến các đầu số hotline nhà em, đó là 0929 826628 hoặc là 0768 826628. Cửa hàng em ở tại Đạo Lý Lý Nhân Hà Nam. Thì anh em nào ở gần có thể qua trực tiếp cửa hàng để xem hàng, test hàng và sau đó là mua hàng nhá. Thực sự là có là cái chương trình ưu đãi chiên này không có nhiều đâu. Xưởng xả kho có chung là thỉnh thoảng mới được một mã thôi. Thế nên là anh em có nhu cầu thì nhanh tay nhá. Vâng, em xin kết thúc cái video tại đây. Anh em nào có nhu cầu liên hệ qua bên em. Và em xin chào tất cả các bác ạ.